Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một nam thanh niên được phát hiện đã chết một cách bí ẩn trong ngôi nhà trọ nằm trên đường Trần Duy Hưng. Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Chết vì thượng mã phong. Chú ý hơn, đó là cách đây gần 20 năm, tại đây cũng đã xảy ra vụ án tương tự với nhiều nạn nhân khác. Cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về vụ án bí ẩn tại ngôi nhà này trong các bản tin tiếp theo. Rất não nề mà bùng mã mà khúc nhạc như vả từng phát một vào mặt tôi vậy. Bị bạ con Linh. Cái cách thế nhỉ? Mẹ đấy Phúc đấy. Sao các bạn không nhắc tôi sớm? Các bạn nhắc tôi sớm hơn tí là vui cửa vui nhà đấy. Đến chương cuối các bạn nhắc tôi là mẹ anh ơi, mỗi chương một con tò he. Trời ơi, có khi tôi kiếm đến một con nữa thôi. Rồi tôi đọc chat thấy một con tò he bên tivi thôi, tôi vẫn là tôi qua cái này đấy, nhưng rất tiếc là không, cuộc sống mà. Rất cay. Rất đen. Buồn phiền vì bác em. Thôi kệ cuộc sống mà không thoát được các bạn. Mẹ quả 5 con tò he khó quá. Đó, cuộc sống mà đến dừng ở đấy các bạn ạ. Mẹ tôi sức tôi đến thế mà, sức tôi có hạn các bạn nên chỉ đến thế thôi. Tôi mà đỉnh hơn tôi có thể được Google ở đấy, nhưng tôi biết cuộc sống nó không giống cuộc đời. Mẹ mày tôi toang rồi. Trừ một tuần. Rất buồn. Rất buồn. Very very disappointed. Tôi cũng buồn lắm các bạn. Mẹ chơi lại đi chú, chơi lại biết các bạn, tôi biết game bây giờ chơi lại được cái ý nghĩa gì. Trời ơi không thôi. Nó bảo câu chuyện như kiểu câu chuyện mình chơi game kinh dị bình thường ấy. Ending nào cũng chấp nhận ending đấy thôi, biết làm sao giờ. Chú viết review cho game đi em. Mẹ không, các bạn biết tính tôi mà các bạn, tôi viết review mất dạy bỏ mẹ đi. Các bạn có thực sự muốn tôi viết review không? Các bạn nhớ tôi viết review cho mấy game tôi từng chơi trên stream như nào không? Vâng, rất mất dạy, vô cùng mất dạy. Cho bây giờ tôi viết cho game này cái các bạn đăng bài, các bạn chửi tôi là mẹ anh không, anh thiếu tôn trọng sức sáng tạo người khác, anh cái này thế kia, chết tôi à? Không được thôi. Viết review cái gì đấy nó hợp lý chứ, viết review theo kiểu mẹ kia chết tôi đấy. Xiên người ta xiên tôi đấy. À, nghe đến nghĩa là ở ending kia mình đến mình vào được cái cửa này. 5 móc khóa à? Hả? À có số à, như trên người con Tuấn con tòa à, thế hiểu. Hiểu rồi. Ok. Đây được rồi. Sao mình giải phóng chị kia khỏi đây? À, như là cái quen mẹ em thích. Xong sao đã trói quá người lại ơi, đau quá ai à? Đau mắc quá ai à. Hơi lag nhá, máy hơi kém, máy ui giật kinh phòng. Úi dồi ôi. Giật bình tĩnh. Quay nhẹ thôi. Rồi, quay. Lùi đúng rồi. Anh ơi, anh máy lag qua anh rồi. Trời ơi. Ui. Con nhà đẹp đấy, nhà bình thường đẹp đấy, mẹ. Trời. Anh ấy lag quá. Có anh nào mượt hơn không? Nói chung là cầm xuống nhà này. Úi rồi đẹp đấy nhỉ. Nhà đẹp đấy, nhà nhìn cũng đẹp đấy chứ, không phải xấu đâu. Nhà mà tu sửa đẹp lắm đấy. Đi phía ánh sáng à? Hả? Cô ơi, cháu đã đưa cô về với bố mẹ mình rồi đây. Tôi tưởng bố mẹ, tôi bảo bố mẹ cũng đi rồi mà nhỉ, sao được đi về bố mẹ, nhưng mà tôi không hiểu. À, bây giờ bố mẹ siêu thoát, còn chị này thì không. Thôi anh ơi đừng mở cái nhạc này nữa. Cái nhạc này như cục tác mà em từng phát một cái thẻ rất là đau. Rất là đau ấy. Đừng mở nhạc này nữa được không? Có cái chu an đâu? Secret an đâu? Không có. Không làm bác anh, không phải bác em đâu. Ơ mà là tôi nếu mà để review game này sau một thời gian tôi đánh, các bạn muốn nghe đánh giá không? Mà tôi sợ đánh, tôi nghĩ tôi phải đánh giá game này. Nếu mà các bạn muốn nghe tôi đánh giá ấy, tôi đánh giá chung một cái cơ bản thôi, đấy là game này đồ họa đẹp, combat đã tay, hình ảnh sống động, âm thanh đã mắt. Tôi đã đánh review thế thôi. Còn nếu mà bạn muốn review thật thì tôi hơi sợ, đúng không? Bởi vì nếu tôi nói đúng suy nghĩ mình ra ấy, rất có thể, đúng không? Rất có thể khả năng mai nick tôi bay, đúng không? Nên tôi hơi sợ cái vụ đấy, đúng không? Nên tôi đã không review gì cả, đúng không? Còn nhiều bạn hay bảo review, tôi không review gì cả. Vì rất tôi nghiêm túc ấy, rất có thể, rất có tỷ lệ là tôi bị các bạn kiếm bây giờ sợ mấy cái đấy lắm. Thật lao của người ta sâu xé là giết tôi đấy. Còn nếu mà bảo để tôi review thật thì tôi có nhiều thứ để nói lắm. Game này có nhiều thứ để chê mà thật. Nói thật ấy, nhiều thứ để chê thật mà. Đặc biệt là lồng tiếng. Các bạn, không biết các bạn là nhé, các bạn lại bảo tôi là mẹ game này là cây nhà lá vườn nên lồng tiếng không quan trọng. Nhưng mà tôi không cảm thấy là có cảm xúc ở trong cái phần lồng tiếng ấy. Các bạn để ý, các bạn thấy giống tôi không? Đặc biệt ở cái phần mà khi mà ông bố bị đứt tay ấy, nó không có sự day dứt, nó không có sự đau đớn, nó giống sự đấy là cố tình kêu để gọi là tấu hài hơn là kia, nó hơi bị đơ. 75.000 đòi hỏi không phải 75, các bạn không hiểu vấn đề, các bạn không biết là âm thanh tấu động nào đâu các bạn, dở hơi à? Âm thanh tôi thu âm được không phải kia không. Quan trọng là cái khâu gọi là khâu duyệt âm thanh ấy nó hơi kém. Nó bị quá thô ấy, nó bị thô quá. Nên nó khiến mình mất cảm giác về game đi. Các bạn nhớ không nhá, bây giờ bảo nhá, để một người hack đau đớn ấy rất là dễ luôn. Nhưng lại hack theo kiểu đấy thì nó không hợp với cái quang cảnh của game. Vì đứt ngón tay mà chứ sao cứ hack của ấy, nó không, tôi thấy nó không hợp lý cái vụ đấy. Là cái thứ nhất. Với cả tôi thấy cái thứ hai cực kỳ phí phạm luôn nhá. Đấy là ở demo ấy, các bạn nhớ cái đèn không? Cái đèn bóp mông, bóp đít gì đấy. Mà sáng được không? Cái đèn đấy với tôi cực kỳ thú vị, với tôi ở demo ấy, đấy là cái thứ sell của game của Thần Trùng này. Cái đèn ấy cực kỳ thú vị luôn, và tôi nghĩ ấy, nếu mà tác dụng tốt ấy, nó có thể tác dụng giống như cái máy quay trong Outlast. Hiểu không? Đấy. Nhưng tại sao tôi không hiểu ấy là khi đến bảng chính này, người ta lại bỏ đi, anh Dũng lại bỏ đi, tôi không hiểu. Cái đèn đấy cực kỳ thú vị mà, cái đèn ấy thú vị cực vãi ấy. Nhưng tôi lại bỏ đi, tôi không hiểu cái đấy, mà thay bằng cái nến, thay bằng cái bật lửa, tôi không hiểu lắm. Không, cái đấy rõ ràng là ở demo làm rồi nhưng mà tưởng đến đây lại bỏ. Thế tôi thứ mà tôi thấy hơi tiếc. Bởi vì rất nhiều tiềm năng luôn ấy, ở demo mình thấy rất nhiều tiềm năng luôn mà. Nhưng mà ở đây đến đây lại hơi thiếu sót một tí ở một số cái đấy. Tôi thích cái đèn pin của bóp vãi đấy nhá, nhưng mà không hiểu sao lại mất cái đèn pin đấy. Khi bảng chính thức như này, cái đèn pin mà còn chấm điểm cao luôn, nhưng mà rất tiếc mất cái đèn pin này. Hơi buồn. Cái đèn pin vui mà, các bạn, cái đèn pin vui vãi. Các bạn tưởng tượng cái đèn pin ấy, nó khác bật lửa gì, nó nhìn xa được, nhưng nó càng ngày càng tối dần đi. Nó tạo rất nhiều điều kiện trong việc bạn tạo mấy cái pha jump scare luôn. Không mà ai tới anh Dũng là tôi nghĩ anh Dũng mà không phải lựa chọn thông minh game này mà, các bạn để ý nhá. Các bạn nhìn, các bạn không thấy sự thông minh đâu, nhưng mà các bạn nhìn nhá. Vì game này đồ họa, vì game này kinh phí thấp, anh ấy không chọn theo kiểu là game đuổi bắt như Outlast, mà anh ấy chọn theo kiểu giống Devotion. Các bạn nhớ Devotion không? Không nhớ hãy lên kênh tôi và tìm ngay video Devotion. Đấy là với tôi là một những con game kinh dị mà tôi đáng nhớ nhất mẹ luôn. Và tôi luôn đánh giá nó là một trong con game thậm chí hay hơn Outlast. Đỉnh vãi đái, cái đề con game này này, nhớ cái game này không? Đây này, đỉnh vãi đái luôn. Nó rất, bởi vì đúng không, với cái mức kinh phí thấp như của Thần Trùng ấy thì bạn không thể mong cái việc cái animation đuổi bắt nó mượt được. Đấy, anh Dũng đi theo con đường của Devotion là đúng, là chuẩn đấy. Đi con đường là thông minh đấy. Chứ mà cái kiểu cố đấm băng xôi như kiểu 7554 mà làm cố làm bằng súng ấy mà không đồ hộ xong rồi không đến ấy, nó bị nó flop ngay. Cái này là khôn đấy các bạn, không phải là kia đâu. Tôi cái này một lựa chọn cực kỳ thông minh đấy. Tôi cực kỳ sợ khi xem demo ấy là khi cái game này theo lối mòn nên là anh Dũng thì kiểu đuổi là game đuổi bắt. Nhưng không, anh Dũng đi bước mới luôn là anh chơi giống Devotion là hay. Cái bước đi là tôi đánh giá là hay. Nhưng nó lại thiếu setup quá. Tôi không thấy có sự liền mạch giữa các chương là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là cái jump scare nó giống thử văng vào mặt mình hơn. Nó không giống như là đây, tôi cho các bạn ví dụ luôn cho nó chuẩn hơn này, cho các bạn dễ hiểu về nếu mà jump scare với tôi, jump scare hiệu quả như nào này. Đây. Đây. Video tôn trọng bản quyền đây, nó gọi đi vô sừng, cái game đi vô sừng này. Đoạn nào nhỉ? Đoạn này. Đây. Mình có lựa chọn cất con dao chứ khác không? Sợ quá. Đấy. Ôi anh ngắm bể nước tiếp. Từ này. Nhá, bạn đi ở phòng, bạn nhìn thấy một cái quan điểm, bạn nhìn thấy một cái phòng như này đúng không? Đấy. Ui đi mẹ tình cảm thế. Đúp vào bể nước rồi. Mẹ mình có lựa chọn cất con dao chứ khác không? Sợ quá. Song Giang ngoài dáng nó thay đổi. Anh ngắm bể nước tiếp đi, đừng ngắm em. Chị ơi. Đấy, nó đi theo mình, nó đi theo mình. Con dao đi, cất con mã tấu đi ngay. Không, nó không yêu cầu kinh phí cao, nó chỉ bọn này đứng yên thôi mà. Cái này nó, cái này là xếp theo kiểu gọi là gì nhỉ? Theo kiểu gọi là kịch bản. Theo kiểu gọi là phân phối bối cảnh ấy. Tắc đèn bảo nhau. Chị ơi, mình ngồi xuống nó đừng nói đi mẹ đừng. Đấy cái này cũng thế. Cái này ma xong quay lưng lại cái bọn này luôn cả sau lưng. Ủa cái này tôi cái game nó xếp. Cái game này khả năng xếp cái bối cảnh của nó cực kỳ tốt luôn ấy. Cực kỳ tốt luôn. Và Thần Trùng lại không đạt đến cái mức như này, nhưng mà cũng gọi là khá ổn. Một số đoạn nó kiểu cái đoạn mà tôi vào nhà xong có cửa mở, cái cửa đỏ phát ra ấy, cái cửa đỏ nó hé ra ấy, xong con ma nó ập đến người tôi, cái đoạn ấy tôi bảo tôi biết mẹ luôn, tôi không sợ vì thế đấy. Thần Trùng thiếu cửa, thiếu setup cái vụ đấy. Nếu mà có setup cái đấy hay ăn rất nhiều. Hơi yếu ở phần đấy. Các câu cứ bảo câu chuyện đấy là mẹ game 3 người thế thôi, cái không phải 3 người thế thôi. Quan trọng đây là khâu setup, phải không? Không khác nhau ấy, khác nhau rất nhiều ấy. Đây là gọi là kiểu kinh nghiệm mà tôi nói có đúng mà đúng không? Không sai đâu. Nhiều bạn bảo tôi đúng mà, nhưng mà có thể tôi có thể sai một chút mà đấy. Quan điểm của người chơi của tôi là thế. Với cả thứ hai là mẹ giải đấu ít thôi anh ơi, thật giải đấu ít thôi. Em xin các anh ấy. Giải đấu ít thôi. Em rất là ngu. Cái này không quan điểm phải không phải có cho mọi người không? Quan điểm này là cho tôi. Hãy giải đấu cái gì đấy nó gọi nó đơn giản hơn một tí được không? Ừ. Nó bại não một tí. Nó ngu một tí, nó tụt IQ một tí. Bởi vì tôi rất là ngu, cho nên là mấy cái giải đấu nó kiểu não hay là mẹ mày thách đố người khác như kiểu cái Tháp Hà Nội ấy, là tôi đéo làm được. Là tôi ngu, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận tôi ngu mẹ luôn. Tôi không phải tôi không làm mấy cái đấy. Nhưng mà cứ gì mà tôi bảo tôi làm, tôi không làm được ý. Ừ, tôi yếu mấy cái đấy lắm. Thế mà ngu mà thì bảo người ta ngu mẹ rồi. Hoặc không ấy, anh làm em cho mẹ nút skip đi, để những đứa ngu như tôi có thể qua một cách dễ dàng, không gây khó chịu người xem là hợp lý nhất. Mẹ tôi ngu, bảo mẹ tôi ngại làm cái đấy lắm. Thứ nhất là vì tôi ngu, thứ hai là vì tôi ngu. Đấy, khổ lắm các bạn. Mẹ tôi đã ngu, cứ bắt tôi giải một cái đấy thì tôi mà các bạn nghe bí mật đêm mà các bạn nghe bí mật nhé. Các bạn biết lý do tại sao mà các bạn hay recommend tôi là anh ơi, anh chơi áo cưới giấy đi, Paper Bride đi. Ừ. Tại sao tôi không chơi ấy? Bởi vì game đấy toàn giải đấu. Tôi biết một điều là game ấy cốt truyện hay thật, nhưng tôi chơi ấy thì người xem cực kỳ khó chịu, bởi vì tôi ngu. Hiểu ý tôi không? Đấy, vì chính vì tôi biết tôi ngu. Người ngu mà biết mình ngu là không có tội. Cho nên là đấy, tôi không chơi. Đấy là vì thế, chứ không phải là do mẹ tôi xem cốt truyện các bạn tôi ngu, do tôi ngu đấy. Cuộc sống mà. Người ta khôn, người ta biết mình ngu, người ta phải khen người ta chứ mẹ. 10 điểm trung thực. Có nút skip mà biết có nút skip bởi mà 15 phút mới được skip các bạn ơi, không phải một cái skip luôn. Nói chung là Thần Trùng tôi đánh giá nếu mà đánh chấm điểm của Thần Trùng thì tôi sẽ chấm cho khoảng 7/10. 7/10, tôi nghĩ đấy hợp lý, 7/10. Nếu có thể tính nào mẹ mày do người Việt Nam chấm người Việt Nam cho 8/10 cũng được, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà giữ công tâm nhất là 7/10 thôi. Đấy, là công tâm nhất. Nhưng mà nếu mà tôi chọn ấy, tôi vẫn chờ con Tai Ương hơn. Không biết Tai Ương bao giờ ra, thích con Tai Ương vãi ấy. Tôi cực kỳ thích những con game nó kiểu lấy bối cảnh Việt Nam, nhưng mà còn một cái điều nữa Thần Trùng nữa đây, cái tôi lấy bối cảnh Việt Nam của Thần Trùng là không đính. Không biết các bạn thấy nào nhá, tôi lấy bối cảnh nào không đính. Quá ít. Nó hơi nó. Nói chung mà đáng, nếu mà tính ra về Thần Trùng tôi thấy đáng 15 đính, đáng mà. Với các bạn nghe nhá. Tôi nói quan điểm của tôi nha các bạn nghe nhá. Những con game mà với cái giá trị chỉ có đây các bạn nhìn này. Steam tôi nó có khoảng 314 game. Từ game rẻ tiền đến game mắc tiền có hết. Game của 1 triệu tôi cũng từng mua rồi. Mấy con game 75.000 ấy, đa số ấy là game kiểu game rác. Là game chơi được 1 tiếng là vứt đi. Game chơi 15 phút vứt đi. Nhưng Thần Trùng ấy chơi được 2 tiếng 3 tiếng liền. chỉ với mức giá 75.000. Đáng vãi cứt các bạn. Ok, đúng, công nhận là âm thanh hơi dở thật. Âm thanh cái vụ lồng tiếng hơi dở thật. Nhưng 75.000 chơi 3 tiếng với tôi đây là một khoảng lời vãi cứt các bạn, lời vãi cả cái. Nên tôi khuyên là các bạn nên mua bởi vì ủng hộ Việt Nam. Mà đúng không? Cái thứ hai là mẹ các bạn bảo 7554 vẫn còn đấy nha các bạn nha. Không cứ crack đi xong rồi mẹ mình làm game nó chết là cũng lý do đấy đấy, nên cố mà mua đi, không mất bao nhiêu đâu. Không mất bao nhiêu đâu mà. Trời ơi, 75.000 mà. Trời ơi. Lời mà cái lời vãi mình. Bạn nhìn, bạn thử lên Steam bạn tìm xem mấy game mà tầm dưới 75.000 hay ngang 75.000 đi, toàn mấy game mà kiểu chơi 15 phút mới đi. Nhưng tôi chơi được 3 tiếng cái này rồi đấy. 2 tiếng nhầm. Gần 3 tiếng. Tôi gọi đây là chiến thắng. Tôi gọi đây là chiến thắng các bạn. Đấy, tôi gọi đây là một thành công. Không phải thành công vang dội mà thành công. Chơi xong đéo refund được, cay thật ấy. Thôi mà tôi khuyên đấy. Nó rất khá vui vì làng game Việt có thêm một số gọi gì triển vọng mới. Sau 75/4 tôi tưởng sau 75/4 Việt Nam làng game Việt chết mẹ rồi cơ, nhưng mà rất tiếc là rất may là không. Đang chờ con tai ương xem như nào. Tôi thích con tai ương, nó không biết tai ương bao giờ ra mắt. Nếu tai ương mà xịt hơi buồn. Tai ương thích cái trò cái game tai ương vãi.